Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh số ca nhập viện quay trở lại cao hơn số ca xuất viện. Cà Mau dạy và học trực tiếp đảm bảo an toàn. Nhiều ý kiến đề xuất xem xét giảm thuế xăng dầu hỗ trợ nền kinh tế. Du lịch Hà Giang thích ứng an toàn với Covid-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau một thời gian duy trì số bệnh nhân ra viện cao hơn số bệnh nhân nhập viện, đến nay thành phố ghi nhận số bệnh nhân nhập viện quay trở lại cao hơn số ca xuất viện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ là trong giai đoạn bình thường mới. Trong đó, ngày 27 tháng 10 có gần 1.300 bệnh nhân nhập viện, 869 ca xuất viện. Riêng ngày 31 tháng 10 có 624 bệnh nhân nhập viện, 473 bệnh nhân xuất viện, 25 trường hợp tử vong trong ngày. Tính đến 18 giờ ngày 31 tháng 10, toàn thành phố có hơn 432.000 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Thành phố đang tiếp nhận hơn 11.000 bệnh nhân tại các bệnh viện tầng 2, tầng 3, có 255 bệnh nhân nặng phải thở máy, 11 ca can thiệp ECMO. Về cấp thành phố Hồ Chí Minh đạt cấp độ 2, về cấp quận huyện, thành phố Thủ Đức có 9 trên 22 địa phương đạt cấp độ 2, 13 trên 22 địa phương đạt cấp độ 1, không còn quận huyện nào ở cấp độ 3. 17 địa phương khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung đã mở lại ô tô khách qua các bến lớn ở thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 60 tuyến hoạt động. Tại bến xe miền Đông hiện hơn 50 tuyến xe khách được hoạt động kết nối qua 10 tỉnh gồm Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Dương, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế và Cà Mau. Ở bến xe miền Tây hiện 8 tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ đã mở lại xe khách qua thành phố như Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Khánh Hòa, An Giang. Hiện giữa các địa bàn vùng dịch ở cấp độ 1, 2, xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường. Những nơi vùng dịch ở cấp độ 3, tức là nguy cơ cao, số xe hoạt động không vượt quá 50%, với vận tải liên tỉnh không vượt 50% số chuyến và có giãn cách chỗ ngồi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trong ngày 31 tháng 10, qua lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 6.000 người, phát hiện 56 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh lên gần 1.800 ca nhiễm. Trong số 56 bệnh nhân dương tính COVID-19 phát hiện vào ngày 31 tháng 10, có đến 15 ca dương tính do nhiễm từ công dân tên N, 25 tuổi, trú tại thành phố Pleiku. Trước đó vào ngày 24 tháng 10, người này đi dự tiệc thôi nôi rồi đến quán karaoke Bradai thuộc phường Lạc Rinh, thành phố Pleiku, giao lưu với bạn bè. Đến ngày 28 tháng 10, công dân N có biểu hiện mệt, sốt nên tự làm test nhanh có kết quả dương tính COVID-19, sau đó đã khai báo và xét nghiệm khẳng định. Được biết hiện nay, tỉnh Gia Lai chưa cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường, internet trên địa bàn. Chủ quán karaoke Bradai đã có báo cáo giải trình gửi cơ quan chức năng. Theo đó, từ đầu mùa dịch, quán này vẫn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch, không tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, nhiều nhân viên bị mắc kẹt lại và vẫn sinh sống tại cơ sở. Ngày 24 tháng 10, có nhân viên của quán tổ chức sinh nhật và mời bạn là công dân N đến giao lưu. Sau đó thì xảy ra chùm ca lây nhiễm từ người này. Sau 4 tháng tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân các cấp để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo số 374 ngày 27 tháng 10 về việc tổ chức tiếp công dân trở lại. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, địa điểm tiếp công dân các sở ban ngành cấp xã trên địa bàn. Thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động tiếp công dân, đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, không để lây lan dịch bệnh tại trụ sở tiếp công dân các cấp. Thông báo cũng nhấn mạnh, công dân đến liên hệ tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, tuân thủ giãn cách, số lượng người tập trung trong một thời điểm, tuân thủ nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan y tế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có trên 500 trường học với khoảng 239.000 học sinh thuộc các cấp học.
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục Cà Mau cho phép 18 trường thuộc hai huyện Thới Bình và Đầm Rơi tổ chức dạy học trực tiếp, trong đó có 7 trường tiểu học và 11 trường trung học cơ sở. Sau thời gian dài tham gia học trực tuyến để phòng dịch COVID-19, nay hàng ngàn học sinh ở Cà Mau đã chính thức trở lại trường với phấn khởi, háo hức. Nhìn chung những ngày đầu học trực tiếp, các em tiếp thu bài nhanh hơn so với học online. Trực tiếp thì em thích hơn vì học trực tiếp thì dễ tiếp thu bài và được gặp thầy cô và bạn bè. Dạy trực tiếp thì học sinh rất là háo hức. Với nữa là giáo viên trực tiếp được gặp mặt các em nên giáo viên có thể truyền đạt kiến thức và có thể uốn nắn kịp thời một số em còn trăn trở trong quá trình lĩnh hội kiến thức khi học online. Trường Tiểu học Tân Bình là một trong những trường được các lãnh đạo các cấp khảo sát và đủ điều kiện để cho dạy lại, là một trong những trường được dạy thí điểm đầu tiên. Thì học sinh và giáo viên rất là mừng, nhất là phấn khởi vì khi được đến nhà trường học trực tiếp thì sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn, chất lượng cao hơn. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, qua 2 ngày đầu tiên dạy học trực tiếp cho thấy tỷ lệ học sinh đến lớp đạt khoảng 72%, nguyên nhân do một số phụ huynh chưa yên tâm cho con em đến trường vì còn lo lắng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, một số nơi điều kiện đi lại khó khăn, nhiều học sinh học ở huyện Đầm Rơi không thể đến trường vì bến phà ngang sông vẫn chưa hoạt động trở lại. Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó chỉ đạo các đơn vị trường học yêu cầu quý thầy cô giáo phải tổ chức ôn tập củng cố kiến thức đối với các em học sinh thời gian qua mà học trực tuyến, để các em đảm bảo đủ kiến thức để chúng ta có cái sự kiểm tra công bằng, có chất lượng, đảm bảo được lực học cho các em. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đang rà soát, đánh giá lại chất lượng dạy học trực tiếp của 18 trường kể trên, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan y tế rà soát xác định rõ các tuyệt đối an toàn, vùng xanh để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và xin ý kiến cấp thẩm quyền chỉ đạo tiếp tục triển khai mở rộng dạy học trực tiếp. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Nghị định số 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các địa phương, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng các dự án nâng cấp, mở rộng, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ. Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 65 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt tại các địa phương, kịp thời đôn đốc xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành phố, địa phương, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa và có ý kiến với các đơn vị liên quan khi đầu tư, thiết kế công trình cầu đường bộ, đường sắt và các công trình vượt sông nhằm thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo chiều cao tĩnh, không an toàn giao thông cho các tuyến đường thủy. Xăng dầu là nhiên liệu thiết yếu trong hoạt động kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, giá mặt hàng này hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Việc cân nhắc đến giảm thuế để hạ giá xăng đang được đặt ra nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài. Từ đầu tháng 2 đến nay, giá xăng đã có 13 lần tăng và 4 lần giảm. Lần điều chỉnh gần nhất, giá xăng tăng thêm gần 1.500 đồng một lít. Mức giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5 RON 92 là 23.110 đồng một lít và xăng RON 95 là 24.338 đồng một lít. Đây là mức tăng lần thứ tư liên tiếp, cao nhất trong vòng 7 năm qua. Các doanh nghiệp vận tải vừa mới trở lại hoạt động sau nhiều tháng giãn cách. Trong khi đó, số lượng xe và các chuyến chỉ được hoạt động 50% để phòng chống dịch. Giá xăng dầu tăng quá cao khiến các doanh nghiệp này không khỏi lao đao. Đang khó khăn nó lại càng chồng chất khó khăn. Doanh nghiệp các thứ là mọi cái nó đang không hiệu quả thì bây giờ lại giá thị trường nó tăng này, xe thì bắt buộc phải chạy rồi. Đấy, giá xăng, giá dầu có đắt thì vẫn phải đổ để lưu hành trên đường. Theo Bộ Công Thương, quỹ bình ổn xăng dầu đang cạn dần nên việc giảm giá xăng dầu không thể trông chờ vào quỹ. Để kìm đà tăng thì Liên Bộ Công Thương Tài chính đã tính đến sử dụng công cụ thuế. Chúng tôi cũng phân tích cả những cái yếu tố về giá
về thuế và làm việc chặt chẽ với Bộ Tài chính về vấn đề là thuế có thể là giảm được ở những cái thuế nào, ví dụ như là về thuế môi trường đối với cái xăng E5, xăng sinh học, xăng sinh học và những cái vấn đề giảm thuế khác nữa. Và Bộ Tài chính cũng đã nhận được những chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề là xem xét để giảm thuế trong thời gian tới. Trước đề xuất trên, các đại biểu cho rằng thời điểm này chính phủ cần cân nhắc và nghiên cứu kỹ các biện pháp cũng như chính sách nhằm cắt bớt chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nền kinh tế. Chính sách mà giảm xăng dầu đây cũng chỉ là một chính sách thôi mà cần thiết, thậm chí chính phủ còn phải bỏ tiền ra để hỗ trợ các doanh nghiệp, cho nên các chính sách là cần thiết để làm sao mà cái quan trọng nhất là chính sách ấy nó là công bằng đấy, rồi chính sách ấy để không bị lợi dụng. Đến một thời điểm nào đấy mà không do dịch bệnh rồi mọi thứ nó trở lại bình thường, người ta lại tiếp tục thực hiện các chính sách bình thường. Trong cái bối cảnh phục hồi kinh tế, trong điều hầu hết các cái doanh nghiệp đang kiệt quệ như thế này, nó như là người bệnh ấy, doanh nghiệp ốm mà, thì trong trường hợp như vậy không nên để ra bất cứ một cái chính sách nào mà gia tăng cái áp lực về chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Và nếu mà cái gì có thể giảm bớt, có thể giãn ra để tạo điều kiện cho họ, thì tôi nghĩ đấy là cái chính sách đúng đắn. Cho nên tôi ủng hộ cái chủ trương đó của Bộ Công Thương để yểm trợ cho doanh nghiệp, ít nhất là trong cái giai đoạn tái khởi động, cái giai đoạn phục hồi nền kinh tế trong vài năm trước mắt. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng giảm thuế xăng dầu chỉ là giải pháp tạm thời. Nhằm ổn định giá mặt hàng này lâu dài thì cần nhanh chóng duy trì và sử dụng quỹ bình ổn hoặc triển khai các gói hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp bù đắp chi phí nguyên liệu. Lâm Đồng xác định các sản phẩm hoa, rau củ, quả chè, cà phê là các sản phẩm chủ lực và đã có sự đầu tư hỗ trợ để nâng cao giá trị cạnh tranh và giá trị kinh tế của các sản phẩm này. Từ năm 2016 đến nay, Lâm Đồng đã dành gần 56 tỷ đồng để thực hiện 284 đề án thuộc chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh và chương trình khuyến công. Kinh phí này đã hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực chế biến nông sản như rau củ quả, chè, cà phê được tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng hàng hóa. Nhờ vậy, giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích của các sản phẩm chủ lực đạt từ 200 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng một hecta một năm. Nông sản Lâm Đồng đã được xuất khẩu tại 22 nước trên thế giới. Đến nay, tỉnh đã cấp 397 quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Lâm Đồng cũng là một trong 9 tỉnh, thành phố của cả nước được chính phủ chọn chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030. Qua 2 năm thực hiện, địa phương có 124 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao, 4 sao và 3 sao cấp tỉnh và cấp quốc gia. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông, thời gian qua huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư đồng bộ tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương. Hiện nay, toàn huyện Đạ Tẻ có 4 buôn dân tộc thiểu số Tây Nguyên với gần 1.000 hộ, trên 3.600 nhân khẩu. Nhằm phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Đạ Tẻ đã triển khai các nghị quyết, chuyên đề trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Trong đó đẩy mạnh việc chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, duy trì thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng, trợ giá cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng hình thành các mô hình sản xuất. Đến nay, huyện Đạ Tẻ đã triển khai quy hoạch 180 ha sản xuất tập trung, chủ yếu cây cao su, tre tầm vông và các mô hình sản xuất khác. Qua đó không chỉ thay đổi tư duy tập quán trong sản xuất của bà con, xây dựng các mô hình liên kết phát triển kinh tế mang tính thực tiễn, bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con thấy và làm theo, mà còn từng bước nâng cao đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 và quyết định của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện nghị quyết 128 đã tạo điều kiện cho việc mở cửa du lịch tại các địa phương. Ngành du lịch Hà Giang cũng đang hướng tới thích ứng an toàn với COVID-19. Với sứ mệnh đem đến cho khách hàng một thiên đường nghỉ dưỡng đích thực, mang đậm không gian sống của người dân tộc Mông ở Hà Giang, khu nghỉ dưỡng Làng Mông hay còn gọi là Hơ Mông Village, thuộc khu Tráng Kìm, xã Đồng Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng điểm thắng cảnh nghỉ dưỡng này đang thu hút du khách khi đến với Hà Giang. Đối với các du khách mà với các đoàn tour, các công ty lữ hành tổ chức đưa đến với Hà Giang nói chung và Hà Mông Vĩ nói riêng, thì chúng tôi yêu cầu với mỗi du khách ít nhất phải được tiêm một mũi tiêm. Thứ hai nữa là
phải có test nhanh để đảm bảo âm tính với COVID-19. Thứ ba nữa là phải tuân thủ nghiêm cái quy định 5K. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo Hà Giang luôn là điểm đến an toàn tin cậy, nên 9 tháng qua, lượng du khách đến với Hà Giang cơ bản được duy trì. Trong 9 tháng, khách du lịch đến với Hà Giang ước đạt 678.268 lượt người, với tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 1.220 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2020. Du lịch an toàn, những người tham gia lao động trong ngành du lịch là an toàn. Và cái điểm thứ hai là chúng ta phải kết nối được các điểm đến an toàn, tức là các điểm du lịch ở tại các đại phương phải đảm bảo sự an toàn cho khách du lịch. Cái điểm thứ ba là tất cả những đơn vị cung cấp dịch vụ trong cái chuỗi dịch vụ mà cung cấp cho khách trong quá trình đi du lịch thì cần phải đảm bảo an toàn. Thì ba cái yếu tố đó là yếu tố kiên quyết để cho có thể thành công trong việc tổ chức hoạt động du lịch an toàn. Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để khôi phục các hoạt động du lịch là phải nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine cho người lao động trong ngành du lịch. Hà Giang đã và đang sẵn sàng đón khách du lịch khi mà tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 của tỉnh đạt 80%. Nhân lực trong ngành du lịch đã được đào tạo các quy trình đón khách để đảm bảo an toàn. Đối với Hà Giang, để chúng tôi có trước hết thì về du lịch sẽ tiếp tục thu hút khách du lịch với phương châm khách đến Hà Giang phải đảm bảo những cái quy định mới về vấn đề phòng chống dịch COVID-19. Năm 2020 tuy chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng sau khi dịch bệnh được kiểm soát, du lịch tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng phục hồi trở lại, đón 1,5 triệu lượt khách, tạo ra 12.000 việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đầu năm 2021, Hà Giang nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam do hãng truyền thông quốc tế CNN bình chọn. Để thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển trên cơ sở đẩy mạnh kết nối du lịch, phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu nỗ lực vượt khó của hai địa phương trước những ảnh hưởng và tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Theo đánh giá của các đơn vị du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch với các sản phẩm hấp dẫn đa dạng. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định Bến Tre là điểm đến trong các chương trình du lịch về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và khách du lịch từ Bến Tre đến thành phố Hồ Chí Minh với các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch đô thị, du lịch mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, lịch sử và kết nối đến các tỉnh thành lân cận, vùng Đông Nam Bộ hoặc các vùng khác. Trong xu hướng hiện nay thì chúng ta cũng tập trung vào khai thác cái thị trường khách trong nước và thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thì những cái sản phẩm du lịch Bến Tre với cái đặc biệt là thể hiện là cái vùng sông nước, đặc biệt cái vùng đất là rất giàu truyền thống là lịch sử cách mạng, thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng kết nối và quan tâm đến việc là cái sự phục hồi sẵn sàng về các hoạt động dịch vụ của du lịch Bến Tre. Chúng tôi qua trực tiếp kết nối với thành phố Hồ Chí Minh thông qua cái chương trình hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong phát triển du lịch. Trong đó Bến Tre được chọn là cái tuyến là non sông nước hữu tình. Thì chúng tôi có một cái chuẩn bị về cái bộ quy chuẩn để mà đảm bảo an toàn trong điều kiện hiện nay, nhất là phòng chống Covid ở cấp độ 2 của tỉnh mình. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, địa phương sẽ chính thức mở cửa du lịch kể từ ngày 15 tháng 11. Hiện toàn tỉnh có 88 trên 162 đơn vị đăng ký hoạt động trở lại. Tỉnh sẽ làm việc với những đơn vị công nghệ số để đưa hoạt động lan tỏa, kết nối rộng rãi, nhất là việc cập nhật thông tin, địa chỉ, hành trình du lịch và khả năng lưu trú, thiết lập bản đồ du lịch, tương tác thông minh. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất tăng cường các hoạt động liên kết giữa hai địa phương và hoạt động liên kết vùng để tạo nên các sản phẩm chung, chính sách chung phù hợp với thị hiếu của du khách để trải nghiệm một hành trình, một điểm đến. Chương trình Nhìn từ Phố Huyến hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.